ai có nhu cầu từ Nam ra Bắc cứ gọi em đúng không? Em Ngần phun thuốc mọi người ạ. Từ Nam ra Bắc ai có cần liên hệ. Xin kính chào đại gia đình mình ạ. Hôm nay nhà vườn hoa quả sạch Cao Phong mình tiến hành phun giữ lộc cũng như là bổ sung bo thuần cho năm 2023 cho cam đường canh cũng như là cam đồng vàng mọi người nhé. Thì hôm nay mọi người xem này, mình phun những cái gì thì mình lại làm video mình chia sẻ với mọi người. Mình đã chia sẻ với mọi người những cái video các bước về chăm sóc cam nhí lộc như thế nào và cách giữ quả như thế nào. Đấy, thì mình đã chia sẻ, thì những bác nào quan tâm thì mọi người tìm đến những cái video mình chia sẻ như trên màn hình mọi người xem. Còn trong video hôm nay mình chia sẻ cái thực tế của nhà vườn mình tiến hành mình phun lần hai giữ lộc hoa cho năm 2023 cho cam đường canh cũng như cam đồng vàng rồi là bưởi cũng có thể áp dụng được như này mọi người nhá. Thì đây mọi người này, hoa bây giờ nó cũng đang có hiện tượng, nó cũng đang có những cành nó đang lở lác đác rồi. Thì đầu tiên là mình phun những cái hoạt chất abamectin gigan trừ sâu quấn lá, trừ sâu vẽ bùa bọ trĩ dày lâu mọi người nhá, 3.6 SC. đây là gigan, hoạt chất là abamectin mọi người nhá, mát để phun trồng trừ sâu vẽ bùa bọ trĩ dày lâu luôn. Đây nó bọ cánh tơ bắp cải rồi xanh dẹp đọ hải chè bọ trĩ này. Đấy, bọ xít sâu đục thân rất nhiều luôn. Mình phun cái loại này rẻ tiền mà hiệu quả mọi người nhá. Đấy, một loại thuốc sâu thôi, mình cộng một loại thuốc sâu thôi. Đấy mọi người nhá, chai này hòa 500 lít nước, một chai này hòa 500 lít nước. Đấy thì mình phun một khối 8, mình đang hòa mình phun rồi. Đây là ba chai nè, còn một lửa chai nữa mình để ở kia kìa mọi người kìa. Đấy, một lửa mọi người thấy không, một lửa chai ở kia. Đấy, và đây là bể sau của mình là một khối 8. Thì mình cộng đầu tiên đó là cái abamectin mọi người nhá, là thuốc trừ sâu, là có một họ thuốc trừ sâu thôi, và họ thứ hai là trừ lấm. Tại vì là mình sẽ cộng luôn những cái thằng lấm vào để phòng trừ thối cuống hoa cuống quả luôn mọi người nhá. Mình sẽ phun ưu tiên đẩy cái lấm lên. Thì như mình phun chọn lựa là mình sẽ chọn hoạt chất hasaconazole. Mọi người có thể mọi người chọn jizumin, mọi người phun jizumin thì nó hơi mắc, giá nó hơi cao. Thì mình sẽ chọn lựa cái thằng hasaconazole này, nó cũng là lấm đôi chiều mọi người nhá, cực kỳ là tốt. Thì trong giai đoạn này mọi người hòa thì mọi người hòa 1.000 lít nước một chai này, một chai này 1 lít. Mọi người hòa 1.000 lít nước để kết hợp cùng với cái loại này. Nếu phun viêng mình nó thì mọi người hòa 600 đến 800. Nhưng mà nếu như mà phun kết hợp thì mọi người hòa thành 1.000 lít nước. Đấy, đây mình hòa 1.000 lít nước mọi người nhá. Phòng 1 khối 8 thì mình sẽ cho là 1 lít 8. Đấy, mình sẽ bỏ ra 2 chai nhưng mình sẽ bỏ ra 200ml. Và loại thứ 3 đó là dòng thứ 3 đó là dòng phân bón lá mọi người nhá. Đấy, có một dòng là thuốc sâu này, một dòng là trừ lấm là 2 này, và dòng phân bón lá. Các loại phân bón lá cùng với nhau thì mà mình đều là một dòng mọi người nhá. Đấy, mình chỉ cộng 3 dòng với nhau thôi. Đây là dòng phân bón lá. Thì thứ nhất đó là mình sẽ bổ sung bo thuần, có nghĩa là bo thái này mọi người nhá, mà mình đã chia sẻ rất là nhiều video. Bo thuần này này, đấy, có nghĩa là cái thành phần của nó là nguyên bo mọi người nhá. Nó có chỉ có tác dụng là nguyên bo không, nó có tác dụng là nó bổ sung cho hoa trước lên mình và mình phun cái này thì trước khi hoa lở rộ. Đấy, trước khi hoa lở thì mình lên phun để bổ sung bo. Lượng bo rất là cần thiết cho cây trồng mọi người nhá. Thiếu bo thì cây nó sẽ không tổng hợp được chất thụ phấn hoa rất là kém. Thế nên là mình sẽ bổ sung bo này đầu tiên để cho nó giúp cho cái quá trình thụ phấn của hoa mọi người nhá. Thì một chai này là mình hòa 600 lít nước. Bình thường một chai này phun riêng nó thì mọi người hòa là 400 mọi người nhá. Nhưng mà mình phối cùng với axit amin chẳng hạn thì mọi người sẽ hòa thành 600 lít một chai. Và đây là thêm axit amin nữa mọi người nhá. Thì axit amin này thì bình thường cũng phun một mình nó là 400 lít, nhưng mà phối cùng thì mình lại hòa thành 600 lít một chai. Có nghĩa là nhà mình một khối 8 là mình phun đây mọi người này. Mọi người nhìn thấy luôn này, là 3 chai bo thuần, 3 chai bo thái và 3 chai axit amin mọi người nhá. Đấy, cộng theo mình sẽ cộng thêm vi lượng nữa mọi người nhá. Đấy, vi lượng copy, có nghĩa là giai đoạn này mọi người bổ sung cái vi lượng thuần, có nghĩa là nguyên vi lượng, trung vi lượng không thôi là ok rồi. Thì là mọi người phun cái thằng copy vi lượng, có nghĩa là nguyên trung vi lượng. Đấy, nó không có đa lượng mọi người nhá, nó chỉ có nguyên trung vi lượng là đồng sắt magie kẽm mangan. Thì 200 lít một gói. Đấy mọi người nhá. Đấy, mình hòa và khối 8 là 9 gói. Đấy, mình phun hôm nay nhà vườn mình tiến hành mình phun những cái thứ như thế này đây. Đấy, còn mình đã chia sẻ những cái video tất cả những cái gì mình làm gì thì mình các bước như nào thì mình đã chia sẻ với mọi người đấy thôi. Thì
thì đây mình chia sẻ là bước thứ hai nhà mình phun đây mọi người nhá. Đấy, thì những ai đã đồng hành cùng kênh thì mọi người cũng đã biết thực tế của nhà vườn mình làm gì, thì mình chia sẻ đấy thôi. Các bác quan tâm đến những cái mặt hàng sản phẩm này, mọi người ra đại lý, mọi người tìm, mọi người mua, mọi người phun. Những mặt hàng như này rất là hiệu quả. Nếu như mọi người yêu mến mình, thích mình chia sẻ hàng thuốc từ mình, thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên màn hình. Mình sẵn sàng mình chia sẻ nguồn thuốc với mọi người nhá. Đấy, mà làm nó rất là hiệu quả. Còn cam của nhà mình trên cây thì đây mọi người này. Đấy, hoa nó đang lở, đây là cam lòng vàng nhá. Hoa lở và có cả quả con rồi. Đấy mọi người xem, hoa lở rồi. Và cam đường canh thì nó cũng đang lộc báo hoa hết mọi người nhá. Đây, lộc cam canh thì nó hơi ngắn. Đây mọi người này, hoa này. Mọi người thấy không ạ? Có hoa hết nhá. Đấy. Báo hoa hết nhá. Năm ngoái cây này rất là sai luôn mọi người nhá. Đấy. Đây, hoa này. Đấy. Thế nên là mình sẽ phải ưu tiên phòng trừ lấm trong giai đoạn này. Thì mình làm gì thì mình chia sẻ video đấy thôi. Đến đây mình xin tạm dừng video ở đây. Xin kính chúc và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Kính chúc mọi người sức khỏe mọi người nhá. Xin chào thân ái mọi người.